Ok, xin chào tất cả anh em, tôi Lương chuyên đây đợi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách chúng ta đi đọc cái mặt bằng kiến trúc của cái công trình nhà 7 tầng mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong bài học số 4 ngày hôm nay. Chưa, thì đây là giả sử đây là một cái mặt bằng tầng 1 của công trình nhà 7 tầng đó chẳng hạn. Thì cái cách đọc đầu tiên đó là gì? Đầu tiên các bạn xem đó là xem tổng cái chiều dài của công trình là bao nhiêu. Thì bạn nhìn thấy là trừ cái trục ngang của nó là từ trục 1 đến trục 12 và cái mỗi trục ấy nó đều khoảng có khoảng cách cách nhau đó là 3,9 m này. Đấy. 3 đến 4 là 39, 4 đến 5 là 39. Các mọi người xem từ trục 1 đến trục 12 cái tổng chiều dài của công trình này nó là 43,34 m đó. Thì thông tin đầu tiên chúng ta nắm và được đó là cái chiều dài của công trình, được chưa? Đó. Tiếp theo đó là phần chiều rộng của công trình, chúng ta sẽ nắm được cái thông tin đó là bao nhiêu. Có trục A, trục B, trục D, trục E, C, D, E, đúng không ạ? Và tổng cái chiều dài của nó là bao nhiêu đây ạ? Đây, đến phương này nó là 15,4 m, 15,44 m, đúng không ạ? Đấy, chưa kể thêm cái 2,7 m ở cái phần sảnh này nữa, được chưa? Thì nó rơi vào khoảng là 17 m, gần 18 m gì đó. Tức là cái chiều dài của chúng ta là 43,34 m và chiều rộng của nó là 18 m, gần 18 m, được chưa? Ok, tiếp theo nữa mọi người hãy quan sát cho tôi các cái ký hiệu trong bản vẽ để mọi người đã hiểu được bản vẽ. Đầu tiên mọi người nhìn thấy nó có các cái nét gạch gạch ở đây này. Đấy, các nét gạch tôi đang quét ở đây. Đấy, thì đây chính là cái ký hiệu của cái bậc tam cấp. Đấy, thì mọi người nhìn thấy nhá, đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được, bước lên thềm thì người ta gọi là 6 bậc tam cấp, được chưa? Đấy, cái bậc tam cấp này nó có 6 bậc. Mọi người đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, được chưa? Mọi người nhìn thấy theo tôi thêm ở đây nó có hai cái ký hiệu ở bên này. Đấy. Có hai cái ký hiệu ở đây ở bên hai bên thành của tam cấp ấy, được chưa? Thì tức là đấy là cái thành của tam cấp, được chưa? Thì cái thành này nó hình dáng như thế nào và bậc tam cấp này có chiều cao ra sao thì tí nữa chúng ta xem vào cái phần chi tiết của bậc tam cấp, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta hiểu là đây là nó đang là cái bậc tam cấp, được chưa? Bậc tam cấp xong đó nó có một cái vạch sảnh về hè, đây là 1,5 m này, được chưa? Đấy, đo chính xác ở đây thì là đây, nó phải chính đây, mọi người kích vào đây. Đấy, sảnh nó phải đến vào trong này cơ. Đấy, thì nó có 1,26 m rồi, tức là 1,26 m, được chưa? Đấy, là vào cái sảnh. Và ở đây mọi người nhìn thấy cái ký hiệu cửa ở đây này. Đấy, mọi người nhìn thấy ký hiệu cửa ở đây thì cái ký hiệu cửa mà nó chỉ có hai cái lát gạch như thế này ấy, thì đây tức là cái cửa khung nhôm kính. Tôi không biết nó là cái cửa nhôm kính hay là gì, tức là ở đây nó không có một mảng tường nào đây cả mà nó chỉ có toàn bộ nó là cửa kính thôi. Đấy, còn để xem cái cửa này có phải là nhôm kính hay là cái gì kính đó thì mọi người hãy xem chi tiết của cánh cửa đó, được chưa? Đó. Tiếp theo nữa mọi người thấy cái ký hiệu mà vàng vàng ở đây này. Đấy, các cái ký hiệu vàng vàng mà được tô màu vàng. Đấy, thì tức là các cái cột này là cột bê tông cốt thép, mọi người nhớ nhá. Các cái cột này là cột bê tông cốt thép, gọi là cái cột kết cấu chịu lực đấy ạ. Được chưa? Đó. Thì chúng ta đi vào công trình thì nó có một cái sảnh chung ở đây. À, có một cái sảnh chung, chiều rộng của nó là 6,3 m và chiều ngang của nó là mọi người cộng vào cho tôi. Đấy, gần 12 m, hơn 12 m gì đó. Được chưa? Ok, tiếp theo nữa này, mọi người nhìn ý cho tôi, nó có hai cái nét vàng ở đây này. Đấy, có hai cái nét vàng, đáng nhẽ cái thằng này nó thiếu cái nét hách, đáng nhẽ nó phải có nét hách, được chưa? Nhưng mà mọi người cứ hiểu hai nét vàng này tức là cái nét cắt của đi qua tường, được chưa? Nét cắt đi qua tường, được chưa? Thì chính là ở đây là có vị trí là tường này. Đấy, cứ những cái vị trí nào có các cái nét vàng này tức là tường, được chưa? Ok. Đấy, thì chúng ta đi vào đây này thì nó lại có một cái hành lang chung, mọi người nhìn thấy có một cái hành lang chung giữa các cái phòng chưa? Đấy, đi từ đây sang đến đây, được chưa? Đấy gọi là cái hành lang chung. Và hành lang chung này thì nó đi ra dẫn vào từng phòng một. Đấy, đầu tiên đây nó có cửa hai cánh, ký hiệu này là cửa hai cánh, được chưa? Nó đi vào trong này là phòng làm việc. Ok ạ. Và tiếp theo mọi người sẽ để ý là thấy nó có cái quái quỷ gì đây? Nó có ba cái đây, được chưa? Thì cái việc này mà chúng ta muốn hiểu rõ hơn ấy thì chúng ta phải xem cái mặt đứng của nó là cái gì, đúng không? Thì tôi giả sử bây giờ tôi muốn xem cái này, thông tin này nó là cái gì, đúng không? À, tôi thấy ba gạch này, nhưng mọi người để ý xem nó là mặt đứng bao nhiêu. Hôm trước tôi đã bảo rồi, muốn xem mặt đứng ở đằng trước này thì là đứng mặt đứng từ trái sang phải, đúng không? Là mặt đứng 1, 12, được chưa? Và chúng ta xem giữa trục 4 và trục 5 đây, các ký hiệu này này nó đang ở giữa trục 4 và trục 5 mà, thì chúng ta xem mặt đứng 1, 12 và ở trục 4 và trục 5. Đây, chúng ta xem nhá, mặt đứng trục 1, 12 đây và giữa trục 4 và trục 5 đây, thì mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, tức là ở đây nó lại có cái tấm kính, được chưa? Nó có một cái vách kính ở đây, được chưa? Tức là người ta đi vào trong phòng đấy và người ta có một cái vách kính ở đằng trước để nó lấy ánh sáng chiếu vào, được chưa? Thì mọi người có thể xem cái ký hiệu của nó có ký hiệu đây này, nó bảo là đây là cái ô này này, chỗ giữa trục 4 và trục 5, đúng không?
Đấy, nó ký hiệu đây là 02 này. Đấy, 02 là cái gì? Mọi người nhìn đây thì nó tô như này biết ngay là vách kính đúng không? Nhưng mà chúng muốn cho chắc ăn ấy, thì chúng ta phải xem ở đây xem nó có đúng phải là vách kính hay không. Được chưa? 02 này thì mọi người kéo xuống dưới. Đây. Đấy thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay nó là vách kính khung xương nhôm cao cấp kính an toàn 6,38 mm. Được chưa? Tức là kính này nó dày 6,38 mm là kính an toàn, được chưa? Đó. Và mọi người nhìn thấy cái 01 ở đây là gì này? 01 đây là tường ốp đá granite màu đỏ bóc đô, được chưa? Đấy, thầy chú thích rất là tốt, rất là tuyệt vời. Thì đấy là cái cách chúng ta đọc bản vẽ. Rồi chúng ta lại quay lại mặt bằng. Để chúng ta hiểu đấy nào, đó là cái khung vách kính rồi đúng không? Nó có một cái vách kính ở đấy. Đấy. Đấy thì mọi người từ nay mọi người hiểu ba cái gạch này nó thể hiện cho cái vách kính, được chưa? Đấy, ở đây nó cũng có ba cái gạch màu xanh đấy thì cũng là vách kính, ở đây cũng thế là vách kính, ở đây cũng thế là vách kính, được chưa? Ok. Rồi. Tiếp theo hành lang này nó đi vào các cái phòng ở bên này thì mọi người nhìn thấy ở đây thì nó cũng có ba cái gạch màu xanh xanh này đúng không, thì cũng nó là vách kính, được chưa? Cũng là vách kính, được chưa? Tức là người đứng trong phòng người ta nhìn đằng sau cũng là vách kính, ok, được chưa? Và cái chỗ này hai cái xanh xanh này cũng là vách kính. Thế để chắc ăn nhé, xem có phải vách kính không. Bây giờ chúng ta xem mặt đứng ở đằng sau, tức là đứng đằng sau chúng ta nhìn vào thì là mặt đứng bậc trục bao nhiêu, 12 1, và chúng ta xem giữa các cái trục đó là 5 trục 1 đến trục 5. Đấy, xem mặt đứng trục 12 1. Đấy, mọi người nhớ phải kết hợp xem nhé. Mặt đứng trục 12-1 đâu ạ? Đây, mặt đứng trục 12-1 đây. Giữa trục, từ trục 1 đến trục 5. Đây thì nó có ký hiệu là 02. Đấy, chúng là cũng là vách kính, được chưa? Được chưa? Đấy, cũng là vách khung xương nhôm vách kính, kính an toàn dày 6,5 mét. Và cái vách kính này nó tí nữa hiểu bản chất nó mấy cửa và cửa mở ra như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn ở phần mặt đứng, được chưa? Bây giờ phần mặt bằng mọi người cứ hiểu bản chất của nó là như vậy đã, được chưa? Ok, chúng ta kiểm tra xem nữa, ở bên này thì nó có ký hiệu là mấy cái led gạch màu xanh xanh, ở bên này có ký hiệu là hai led gạch màu xanh thôi, thì xem đây nó có phải vách kính hay không, đúng không? Đấy, trong phòng này nó nhìn ra có hai led ký hiệu led xanh này, trong phòng này nó cũng có hai cái led gạch màu xanh xanh này, thì đây chính là đây, thì nếu mà mọi người xem ở cái file PDF hoặc mọi người xem ở cái file in ra ấy, thì nét nếu mà nó không thể hiện độ đậm nhạt ấy, ở đây thẳng qua nó thể hiện màu nên mọi người sẽ biết ngay nó là vách kính hay không, đúng không? Nhưng mà nếu mà khi in ra rồi thì nó đều là một màu đen cả, thì chúng ta muốn biết thì chúng ta phải nhìn mặt đứng, đúng không ạ? Chúng ta đứng sang bên gì, bên trái công trình, chúng ta nhìn vào công trình này là mặt đứng trục mấy, trục EA, đúng không ạ? Sau đó chúng ta kiểm tra mặt đứng trục EA. Đấy, chúng ta xem mặt đứng trục EA, mọi người nhớ nhé, xem mặt bằng của chúng. Đấy, thì mọi người nhìn thấy mặt đứng trục EA này. Đấy, cái chỗ vừa rồi hai cái led gạch mà chúng tôi chỉ đấy chưa, thì cũng là vách kính chưa, đúng không ạ? Chẳng qua nó ký hiệu vậy thôi. Đấy, 02 cũng là gì đây, chúng ta xem ghi chú ở đây. Đấy, 02 cũng là vách kính khung xương nhôm cao cấp kính an toàn 6,38 mm. Bây giờ mọi người nhìn thấy ở đây nữa, ở giữa này thì ở đây nó trên này, ở trên này nó là khung nhôm vách kính đúng không, ở dưới này nó cũng là cửa kính, tức là toàn bộ này không có tường gì cả, nó làm bằng khung nhôm vách kính hết, được chưa? Đấy, và chỗ này là có bậc tăng cấp đi lên. Đấy, thì chúng ta xem mặt bằng thì chúng ta biết. Ok, chúng ta xem mặt bằng nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy cái bậc tăng cấp này, thì bậc tăng cấp này nó có mấy bậc, và bậc tăng cấp này nó hình chữ U đúng không ạ? Đấy, mọi người nhìn cái ký hiệu này nó hình chữ U, được chưa? Đấy, tức là đi lên đây cũng có bậc này, đi sang bên đây cũng có bậc, và đi đằng từ dưới này đi lên trên hướng này cũng có bậc. Đấy, thì đếm số bậc mọi người đếm ở giữa này, 1 này, được chưa? 2 3 4 lên trên thềm này là 5, được chưa? Đấy. Ok, được chưa? Đây là có cái sảnh nữa để nó có cái cửa kính nó mở ra, được chưa? Ok, chúng ta đọc tiếp nhá. Thì chúng ta đi vào bên trong này, đi vào bên trong này, được chưa? Đấy. Thì mọi người nhìn thấy ở đây, đầu tiên ở bên này có cái phòng tắm, được chưa? Đấy, ở đây cái cánh cửa mở ra và trong này nó có cái phòng tắm. Đây là cái bồn rửa mặt ở đây, được chưa? Bồn rửa tay ấy, được chưa? Ở đây đã nó đánh nhá, đây chỗ này là cái hộp kỹ thuật đấy anh nhé, nó phải ký hiệu là cái thông tầng ở đây. Hộp kỹ thuật này nó có thể là thông các cái ống hoặc là các cái đường ống kỹ thuật ở trong cái vị trí ở chỗ này, được chưa? Ok, chúng ta đi sang đây thì đây là có cái cửa bốn cánh ở đây. Đấy, vào vòng bên trong này và cửa bốn cánh đi vào phòng bên trong này và đi thẳng ra ngoài này thì nó là vẫn là bậc vị trí bậc tam cấp, có cửa mở ra đúng không? Đấy, chúng ta đi vào bên trong này thì chúng ta thấy ở đây nó có một cái sàn, nó tự nhiên nó tô hách cái này. Đấy, nó ghi là bệ bê tông cốt thép dày 400 sơn năng cứng đúng không? Mọi người nhớ cho tôi, khi là một cái sàn nào ấy mà nó có cái vị trí hách so với khu vực sàn khác thì chắc chắn một là nó khác cao độ, hai là có cấu tạo khác. Mọi người nhìn thấy cái sàn này vẫn là cao độ 00 đúng không? Vẫn là cốt 00 ở đây. Thì chúng ta xem nó khác ở cái điểm gì thì mọi người nhìn thấy quan sát qua mặt cắt A này. Nếu mọi người nhìn thấy cái mũi tên hướng nó đi vào trong thì chúng ta bỏ cái phần bên dưới và chúng ta chỉ nhìn vào cái phần bên trên đúng không? Thì chúng ta xuống dưới mặt cắt A chúng ta xem nó là cái gì ở đây. Đấy. Đấy, thì mọi người nhìn thấy đây,
Thì đây nó là cái bệ bê tông cốt thép là dày 400, đấy chưa? Còn sàn chúng ta sàn bê tông, sàn thôi, sàn bê tông mà nó dày 100 thôi, đấy chưa? Đấy, bệ đôi đường cốt thép dày 400. Đấy, chúng ta muốn xem tại sao biết cái sàn này dày bao nhiêu thì một là chúng ta đo, hai là chúng ta thấy có ký hiệu L1 ở đây này. Đấy, chúng ta xem luôn là nó là cái gì, L1 là cái gì. Đây L1 đây. Lát gạch granite này, lớp vữa lót bằng xi măng này. Đấy, lớp bê tông cốt thép 2x4 dày 100 này, dày đây. Đấy thì chính là cái chỗ đấy ký hiệu nó là dày 100, và cái chỗ là lớp bê tông đá 2x4 max 100 dày 100. Được chưa? Đó, cuốn cuối là cát tôn nền và lớp đất tự nhiên. Ok, đấy mọi người đọc đấy, mọi người hiểu cái ký hiệu nó ở đấy. Đó. Thì chúng ta chưa đi sâu vào mà cắt vội, mọi người hãy nhớ là chúng ta sẽ đang quan sát chủ yếu là phần mặt bằng, thì chúng tôi hướng dẫn anh em. Ok. Tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ đây, chúng ta đi vào xuống dưới này thì lại có một cái vị trí bậc tam cấp nữa đúng không? Thì đây nó ký hiệu xem chi tiết KT23, nhưng mà mọi người cứ hiểu đây là bậc tam cấp. Còn hai cái đường màu trắng trắng ở bên hông này này, đó là cái vị trí của lan can của cái tam cấp đó, được chưa ạ? Ok. Đó, chúng ta lại đi ra bên ngoài này thì một bên đó là cái cầu thang bộ. Cầu thang bộ thì mọi người nhìn thấy cái hướng đi của nó như thế này, hướng đi lên này, mọi người nhìn thấy cái mũi tên chỉ chưa? Đấy, nó đi lên từ đây, nó đi lên trên này, thấy chưa? Đấy, và mọi người nhớ là tại sao nó bị mất một nửa ở đây, thì không phải cầu thang này có hai vế đâu, bởi vì mọi người nhớ là cái vị trí mà chúng ta thể hiện mặt bằng nó là từ cái cốt của cái sàn đó đi lên 1m2 hoặc là 1m5 đúng không? Thì cái vị trí mà lát cắt đây này, nó 1m2 1m5 mà nó nhìn xuống dưới, từ 1m cắt qua cái vị trí là từ cốt gông lên 1m5 mà nó nhìn xuống dưới, còn toàn bộ phần trên nó bỏ đi, đúng chưa? Thì ở đây đáng nhẽ thể hiện đúng ý, nó phải là lát đứt, nhưng mà thằng này nó bỏ đi. Đấy, nên khi mà bỏ đi như này thì rất dễ hiểu lầm là người ta bảo là chỉ có cầu thang nó lơ lửng này hay sao, đúng chưa? Ok, cái nét gì không nhìn thấy thì chúng ta thể hiện nét đứt để chúng ta hiểu nó là bị khuất ở bên phần, nó vẫn có nhưng mà nó bị khuất ở phần bên trên là chúng ta không thể hiện thôi. Ok, ra đến đây là có chúng ta có cái vách kính ở đây và hai cái cửa ra. Đấy, ra đây là cái bậc tam cấp, được chưa? Thì mọi người nhìn thấy này, ở đây nó lại có các cái cột đây, nó bọc xung quanh cột bê tông cốt thép đấy, là vẫn là sự gạch nhá, gạch ở đây, cái vị trí này là gạch và nó bọc bê tông cốt thép ở đây, được chưa? Bọc xung quanh cái cột bê tông cốt thép, cột chịu lực chính ở đây, được chưa? Đấy, thì chúng ta có thể nhìn mặt đứng 12-1 để chúng ta xem đó là cái gì ở đây. Đấy, thì mọi người nhìn xem cái mặt đứng 12-1 nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy mặt đứng 12-1 này, thì đây là có phải là vách kính kết hợp với cửa đúng không ạ? Còn cái vị trí đây này, đấy thì mọi người nhìn cái 01 này, thì nó bảo là tường đấy chưa, nó xây bằng tường đúng không? Sau đó bên mặt bên ngoài nó ốp đá granite bóc đô màu đỏ, đấy màu đỏ bóc đô, đấy, ốp đá granite màu đỏ. Nên nhiều người mà nhìn mà đứng ấy, thì mọi người cứ tưởng là cái vách kính này nó nối với cái tường này đúng không? Đấy, nhưng mà không, cái vách kính đấy thì nó nằm bên trong, đấy chưa? Nằm trong cái vị trí cái tường đấy, thì mọi người nhìn ở đây cho tôi. Đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Đây cái vách kính này của chúng ta nó toàn bộ cái vách kính trong này, và cái cột này nó chiếu vào thì nó đúng như vậy đúng không? Nên nhiều ông mà không đọc mặt bằng thì sẽ bị hiểu nhầm cái thông tin ở đó. Rồi tiếp theo đây nó có cái cửa đi vào trong này, thì nó mọi người nhìn thấy hách khác chưa? Hách khác tức là gì? Là một là cao độ khác, hai là cao độ khác, thì đây nó ghi cao độ là -0.05 này. Đấy, nó -0.05 xuống so với cái sàn là cốt 00 này. Được chưa? Tại vì đây là sàn vệ sinh, muốn thoát nước thì nó không thể là cao bằng cái sàn 00 được. Và đi vào bên trong này. Đấy, nó có cái cửa đây, mọi người nhìn thấy cửa đây, và bên trong thì nó có các cái bệ xi đứng, thấy chưa? Đấy, bốn tiểu đứng cho nam. Đấy, bên trong này các cái bồn cầu, và đây nó có cái vách ngăn này, mọi người nhìn thấy đây các cái vách ngăn này, đấy, màu trắng trắng ấy. Đấy, vách ngăn. Đấy, vách ngăn này làm bằng gì thì mọi người phải xem chi tiết của cái gì nhà vệ sinh này, thì chắc chắn là họ vẽ thì họ phải chỉ ra chi tiết của vách ngăn này làm bằng gì, thấy chưa? Ok, ở đây chúng ta không thể đoán được, thấy chưa? Ok. Rồi tiếp theo đây mọi người nhìn thấy có cái ba cái nét này, thì theo mọi người đây là cái vị là ký hiệu có phải là vách kính không? Vừa rồi chúng ta bảo thấy ba những cái đường nào mà nét màu xanh xanh là vách kính đúng không? Ba cái nét này thì chưa chắc nó phải là vách kính hay không, tại vì chẳng lẽ mọi người quan điểm là bây giờ người ta đang đi vệ sinh trong này thì chẳng lẽ là có cái vách kính nhìn hồng hống vào đây đúng không? Nếu muốn biết rõ thì chúng ta phải xem cái mặt đứng. Để chúng ta xem mặt đứng nào, chúng ta đứng ở bên trái, chúng ta nhìn vào thì mặt đứng EA đúng không, và trục quan sát giữa trục E và D đấy, mà chúng ta nhìn mặt đứng EA đây, đứng trục EA đây. Đấy, mọi người quan sát trục E và trục D đấy, thì mọi người thấy không phải vách kính, nó là một cái cửa sổ mọi người ạ. Đấy, thì nhà vệ sinh bao giờ người ta không bao giờ người ta làm vách kính, mà là làm cửa sổ để lấy thoáng và ánh sáng, thấy chưa? Đấy, cửa sổ. Đấy, cửa sổ làm bằng gì thì chúng ta phải xem chi tiết cửa sổ, miễn là chúng ta biết đấy là cửa sổ và nó có tường xong nó xây cửa sổ lên, thấy chưa? Đấy được chưa? Ok, đấy cái cửa sổ nó thì cái chiều dài của đoạn xanh này nó rộng đúng bằng cái 1m này. Đấy, cái chiều rộng của cửa sổ là 1m, đấy chưa? Thì trên mặt bằng chúng ta biết thông tin đấy, chúng ta phải kết hợp với mặt đứng này chúng ta xem đấy nó có phải vách không hay nó là cái gì. Đấy, thì chúng ta phát hiện nó là cái cửa sổ. Còn đi sang bên này, đấy thì đây là cái vị trí hộp kỹ thuật này anh nhé, nó phải thể hiện cái ký hiệu thông tầng ở đây. Đấy, để nó bố trí hộp các cái đường ống ở trong cái vị trí này.
Đấy, tiếp theo đây có cái cửa vào, vào đây thì chắc chắn là cái vệ sinh này vệ sinh cho nữ rồi. Đấy thì nó có bồn xí ở đây và có bồn rửa mặt ở đây. Ok, tiếp theo mọi người đi xuống dưới này, mọi người nhìn thấy này. Thì cái cốt cái cốt tòa nhà này là cốt 00, thì bây giờ tôi giải thích cái cốt 00 là gì để cho những anh em mới tiếp cận với bản vẽ anh em hiểu. Cốt 00 là cái cốt hoàn thiện của cái mặt sàn tầng 1, được chưa? Hoàn thiện ở đây là gì? Tức là họ nó đã ốp họ đã lát gạch rồi, nó tính ở trên cái cao độ của cái viên gạch mà đã lát đã hoàn thiện xong xuôi cái tòa nhà. Thế nhiều người hiểu là khi mà nó đang mới đổ lên hoặc là đổ bê tông thì không phải ạ, họ không phải nhá, nó cốt hoàn thiện rồi. Tiếp theo ấy, cốt 00 và bên dưới này cốt tự nhiên là âm 0,85 này, được chưa? Mọi người phân biệt cho tôi hai cái cốt đấy. Đấy. Nhiều người cứ nhầm với cái cốt tự nhiên là cái cốt 00, là mọi người hiểu bản chất là sai nhé. Cốt 00 là cái cốt lên tầng 1 mà đã hoặc được hoàn thiện rồi, tức là người ta đã lát cái viên gạch hoàn thiện rồi đấy. Đấy, đấy, cốt lên đây nó thấp hơn âm 0,85, đấy là cốt mặt đất tự nhiên đây, đấy, âm 0,85 so với cốt 00, được chưa? Đấy, ok. Thì bây giờ tôi tóm lại là bây giờ nếu mà đọc bản vẽ mặt bằng thì anh em nắm được cái thông tin là cái gì. Đầu tiên anh em ấy để ý cho tôi các cái hướng giao thông của cái mặt bằng này. Thì mọi người nhìn thấy này, ở đây nó có gì, bậc tam cấp đi lên, ở đây có bậc tam cấp, ở đây bậc tam cấp, ở đây bậc tam cấp, tức là bốn phía đều có cái gì, có bậc tam cấp, tức là có đều có lối đi cho để đi vào cái công trình này. Bây giờ cái thứ hai mọi người xác định hướng chính của cái hướng giao thông chính của trong cái mặt bằng này là gì. Mọi người nhìn thấy hướng thẳng đứng này. Đấy, cái trục này nó rất là rộng, nó rất là rộng, được chưa? Và đi đến phía cuối thì nó có cầu thang máy và bên này là cầu thang bộ. Còn đây là cái trục giao thông theo phương nằm ngang, và các cái phòng thì nó bố trí theo cái trục giao thông theo phương nằm ngang này, được chưa? Đấy, mọi người hiểu quan sát đấy là cái chính đó, được chưa? Tiếp theo mọi người để ý cho tôi là các cái cốt cao độ khác nhau trong cái mặt bằng này là gì. Thì mọi người nhìn thấy các cái vị trí nó hách khác nhau, thì nó cốt khác nhau rồi. Thì đây có hai cái hách này, hách này thì nó bảo là gì đấy, thì hai cái vị trí đặc biệt chúng ta phải để ý gì, nó cao cốt này bằng nhau rồi thì chắc chắn là cấu tạo khác nhau, đúng không? Và đây nhà vệ sinh, khu vực nhà vệ sinh thì cốt thấp hơn, đúng không? Đấy, thì chúng ta hiểu cái không gian của cái mặt bằng nó như thế nào đã, được chưa? Chứ chúng ta chưa cần đi vào chi tiết, được chưa? Mà khi mà không hiểu cái gì thì mọi người kết hợp với mặt đứng và mặt cắt để mọi người xem thêm thông tin rồi. Và cái mẹo của tôi, những ông nào mà mới bắt đầu được tiếp xúc với bản vẽ thì theo tôi đó là mọi người lên thể hiện lại cái mặt bằng này. Thể hiện là không phải đi vẽ chi chít lằng nhằng nhịt này nhá, mà mọi người lên, thay vì chúng ta thể hiện hai cái nét này là hai nét tường thì chúng ta vẽ một nét thôi, đúng không? Thay vì đây là cái nét kính mà mấy cái nét này thì chúng ta thể hiện một nét thôi, được chưa? Thì chúng ta vẽ lại cái không gian của cái tòa nhà để chúng ta nhớ thông tin, nhưng mà chúng ta thể hiện dưới dạng là 2D nhưng mà đơn giản đi. Ở đây họ thể hiện dưới dạng đầy đủ chi tiết, rất là nhiều chữ, rất là nhiều chi tiết, rất là nhiều dim, đúng không? Và chúng ta chỉ thể hiện những thông tin chính đó là gì, dưới dạng 2D thôi, dưới dạng 2D tức là dưới dạng một nét thôi. Đó. Tiếp theo là dim những các cái trục chính thôi, đó, ghi cái thông tin trục chính thôi, ghi các thông tin là hướng lên đó là bậc tam cấp ở vị trí như thế nào, được chưa? Vệ sinh ở cái vị trí như nào thì chúng ta hack vào đấy, chúng ta ký hiệu đặc biệt vào cùng đấy. Đấy, cầu thang bộ và cầu thang máy ở vị trí nào, đấy là những cái thông tin chính mà chúng ta cần lưu ý, được chưa? Đó, và các cái cao độ nữa, mọi người để cho tôi các cao độ, được chưa? Đấy, cao độ, đó. Ok. Rồi tiếp theo sang tầng 2 thì mọi người cũng làm tương tự thôi. Tầng 2 thì mọi người để cho tôi đó là lối lên cầu thang từ bộ từ tầng 2 là ở đâu. Thì mọi người nhìn thấy cái ký hiệu đây, nó đi lên từ đây đi lên, đúng không? Thì chắc chắn là cái bậc mà nó bước lên tầng 2 là bậc từ đây nó đi bước lên bậc này, được chưa? Còn chi tiết thì chúng ta xem sau. Ok, còn cái ký hiệu này tôi đã nói rồi, bao giờ thể hiện mặt bằng của tầng 2 thì người ta lấy từ cao độ, người ta cắt qua cái cao độ tầng 2 là từ 36 đi lên trên 1,5 m, đúng không? Người ta nhìn xuống dưới. Đấy, thì cái chỗ này là đi nhìn xuống dưới này. Thì đáng nhẽ những cái chỗ mà tôi đang chọn này đây này, đang chọn này này, thì nó phải thể hiện là nét đứt, tại vì chúng ta không nhìn bên trên nữa mà, nhưng mà thằng này thể hiện nét lườn là sai, đúng không? Đấy, để cho người ta hiểu được đó là cái nào nhìn thấy và cái nào không nhìn thấy, đấy là cái quy luật rồi. Rồi tiếp theo ra đây, đi ra đây thì người ta có một cái sảnh ở đây, và cái sảnh này mọi người nhìn thấy khách này nó khác ngay này, thì tự nhiên cao độ đây là 3,55, đúng không? Cứ cao độ khác nhau thì phải khách khác nhau. Đấy, so với thằng này là 36, thằng này là 3,55 mà, đấy chưa? Hai cái cửa kính đi ra và chỗ này vẫn là khu vực trang trí. Còn bây giờ mọi người nhìn thấy cái chỗ này là cái gì này, tuy nhiên nó có hai cái led đỏ, hai cái led gạch đỏ đỏ, xong nó lại hai cái led trắng trắng ở đây. Thì muốn quan sát thì chúng ta phải xem mặt gì, xem mặt đứng, đúng không? Đây chúng ta nhìn đằng sau, nhìn vào công trình thì mặt đứng trục 12-1, thì chúng ta quay ra mặt đứng trục 12-1 để chúng ta xem. Đây, đấy, mặt đứng 12-1, và bây giờ chúng ta đang quan sát ở đây cái tầng này đây, đúng không? Cái khu vực đây nó đang đi ra đây. Đấy, thì mọi người nhìn thấy đây nó là một cái lan can, tức là nó xây tường, nó xây bằng tường, nó cao lên trên bao nhiêu đấy thì mọi người đo cho tôi. Đấy, được chưa? Đấy, thì mọi người nhìn thấy đây cái đường này,
đấy cái đường này đấy, đây là tầng 2 đúng không, nó bắt đầu từ tầng 2 đây đấy, thì nó xây tường từ đây đi lên và xây tường từ đây xuống dưới một đoạn, sau đó là nó thể hiện các cái led chỉ ở đây đúng không ạ, các cái led chỉ ở đây. Ok ok mọi người, tiếp theo mọi người quan sát chúng ta sẽ xem cái hướng giao thông chính của nó vẫn là cái hướng ngang đúng không, và nó đi vào các cái phòng ở đây. Ok ạ, và bốn xung quanh vẫn là kính thấy chưa đó. Ok, bây giờ chúng ta tiến tiếp so với tầng 3. Mọi người nhớ nhá, chúng ta sẽ để ý các cái thông tin chính ấy thôi, còn đi vào chi tiết chúng ta sẽ đi sau. Đấy, mọi người xem là tầng 3 nó khác với tầng 2 cái gì ở đây. Đúng không? Mọi người nhìn thấy vẫn dùng trục cho thông chính là ngang và đi vào các cái phòng, đúng không? Và các cái vị trí cầu thang vệ sinh với ban công bên ngoài nó vẫn như vậy, nhưng mà nó chỉ khác một cái cách chia phòng thôi. Mọi người nhìn thấy cái chỗ này nó thêm một cái bức tường ở đây này. Đấy, còn cái chỗ này thì nó không, đúng không? Đó thì nguyên tắc của nó ấy, nếu mà các cái tầng mà nó giống nhau, giả sử bây giờ tầng 3, tầng 5 là giống nhau thì người ta sẽ ghi là mặt bằng tầng điển hình từ tầng 3 đến tầng 5. Đấy, còn khi người ta đã thể hiện tầng khác nhau như này chắc chắn nó sẽ khác nhau ở một cái nào đó, được chưa? Đó thì chúng ta sẽ tìm được cái vị trí khác nhau đấy. Nếu chúng ta không mất thời gian đi sâu vào từng cái bản vẽ này nữa, mà chúng ta sẽ xem là so với tầng 2, so với tầng 1 ấy, thì cái tầng 3 khác cái gì với tầng 2, được chưa? Đó, cho nên các cái thông tin chính thì chúng ta nắm từ cái bản vẽ tầng 2 rồi thì chúng ta không cần phải nắm nữa, đúng chưa? Đó thì đây là cách đọc nhanh để chúng ta xem nó là khác ở cái điểm gì thôi, được chưa? Và chúng ta nên thì chúng ta ghi vào cái thông tin cái sổ tay thông tin công trình của chúng ta. Ok rồi, giả sử nhiều người cũng sẽ hỏi là đây nó có cái chú thích gì đây anh ơi, thì đây mọi người nhìn thấy đây nó có đánh, nếu mà muốn đánh chú thích ý, thì người ta phải ký ở một cái vòng tròn đó, nó chích chú tiết ra, ví dụ đây là CD mấy, chi tiết mấy và ở bản vẽ bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà nó ở thể hiện luôn ở trong bản vẽ này người rồi thì người ta chỉ cần ghi cái dấu gạch ngang này thôi, còn nếu mà chi tiết này nó quá to phải chích ra một cái bản vẽ khác thì phải ghi là KT bao nhiêu đấy để người ta tìm đến cho dễ, đúng không? Đấy, CT8 gạch ngang tức là ở trong bản vẽ này rồi thì chúng ta chỉ cần đọc CT8 thôi. Đấy, CT8 đây thì mọi người nhìn thấy cái led hack đây toàn bộ là khu vực này là tường mà nó bọc quanh cái cột bê tông cốt thép, đây là cái ký hiệu cột bê tông cốt thép, và đây nó có một cái lỗ. À, đây có phải là lỗ không? Không phải đâu mọi người ạ. Tức là ở trong này nó sẽ đặt luôn một cái vị trí khi mà xây gạch ý, thì người ta sẽ ốp luôn cái ống thoát nước mưa có đường kính 110 vào đây, được chưa? Đấy thì làm như này để ghi chú như thế này để cho người ta biết là khi xây người ta không bỏ qua cái ống này. Còn nếu mà xây xong rồi thì lại phải đi đục đi thì không nói chuyện làm gì, đúng không? Rất là mất công. Người ta mà làm người ta phải để ý, được chưa? Ok. Đấy, nên ông vẽ là ông phải thể hiện càng chi tiết càng tốt, còn nếu mà ông mà vẽ sai ý, mà lại vẽ thể hiện chồng chéo nhau ý, thì người thi công người ta rất là vất vả. Đấy, ví dụ như một nét vẽ sai của ông ấy thì bạn phải bằng mấy ngày thậm chí là mấy tháng người ta sửa đục đi sửa chữa lại, đúng không? Nên vẽ phải là cực kỳ cẩn thận, và các bạn đọc bản vẽ cũng vậy, đọc bản vẽ để hướng dẫn người ta triển khai thi công thì càng phải cẩn thận hơn. Ok, tầng 4 thì mọi người làm tương tự, là xem là khác ở tầng 3 ở cái điểm gì thôi. Đó, tầng 5 tương tự, tầng 6 tương tự, còn cái hướng giao thông chính và các cái vị trí các phòng thì nó tương tự như vậy rồi, đúng không? Đấy, chúng ta xem cái bố cục chung. Ok, đến tầng mái này thì mọi người nhìn thấy này. Ok, cái cốt tầng mái đang là 23,4 và ra đây nó là 23.535, đúng không? À, xuống dưới đây là âm 0,2 xuống dưới. Ở đây thằng này nó chỉ ghi là độ dốc 0,2% thì chúng ta không biết là 0,2 là cái chỗ này nó cao bao nhiêu, mặc dù nó hack như này, đúng không? Thì ở đây nó đánh là 23,25 với hack này. Ở đây thì chẳng lẽ nó hack giống ở đây, đúng không? Đấy, đây là 23.4 đây 23, tức là thấp hơn thằng này là 0,05, đúng không? Nhưng mà thằng này nó không đánh cao độ. Nhưng mà là ký hiệu hack giống nhau thì có đúng không? Để kiểm tra tính đúng đắn của nó thì mọi người lên xem mặt cắt. Đấy, cao độ thì chúng ta lên xem cái mặt cắt là tốt nhất chứ không lên xem mặt đứng, đúng không? Mặt cắt CC là sẽ bây giờ tôi xem mặt cắt CC tại vì nó đi qua cái chỗ này mà. Đó, xem mặt cắt CC nhá. Ở tầng gì? Tầng áp mái, đúng không? Đây mặt cắt CC đó, đây mặt cắt CC đây, tầng áp mái đây. À thì cái vị trí của chúng ta đây thì tự nhiên đây nó có cái nó không phải là thấp xuống, đúng không? Cái thằng này bên này thì nó thằng này nó bên này nó thấp xuống rồi thì là một vấn đề rồi. Đúng chưa? Đấy, thấp xuống là không phải mặc ở cái chỗ khu vực này này. Đó, chúng ta muốn xem kỹ nhá thì chúng ta xem không lên xem mặt cắt CC. Đấy, chúng ta xem lại nhá. Đây. Cho lên xem mặt cắt DD à BB này. Đấy, BB này, tại vì nó cắt cao qua cái cắt qua cả cái chỗ này mà. Đấy, con CC thì nó chỉ cắt đến đây nó không nhìn được cả chỗ này. BB thì nó nhìn được cái chỗ hách này. Đấy, và chỗ hách này, đúng không? Và cái chỗ phòng này. Đấy, chúng ta xem mặt cắt BB. Đấy, xem nó có cái điều gì, mặc dù nó hack giống nhau mà nó có ghi cao độ thì không biết là có giống nhau không, đúng không? Thì chúng ta phải kiểm tra, đừng có tin tưởng vào nó là đúng hay không. Đó, chúng ta xem mặt cắt BB. Ok, đây mặt cắt BB của chúng ta đây. Đó, đây sàn của chúng ta đây. Bây giờ đáng nhẽ cái chỗ sàn S8 này nó đã bị âm xuống thì thằng này nó không thể hiện âm. À, đấy, chứng tỏ thằng này đang thể hiện sai, đúng không? Âm 0,05 xuống mà, đúng chưa? Đấy, và cái sàn M1 đây thì tự nhiên nó có cái đống gì nó dày lên như này. Đấy, đống lên dày này thì chúng ta phải xem cấu tạo sàn M1 là cái gì. Đấy, thì ở đây M1 đây, M1 thì nó bảo là xem mặt cắt A.
Đấy, tức là ở bảng đánh giá nó phải ghi thông tin đầy đủ ở đấy luôn này, nhưng mà nó chắc nó không đủ chỗ ghi nên nó bảo xem cắt A. Đấy. Đấy, lớp gạch gốm này, lớp vữa lót này. Đấy, mọi người xem thứ tự này là từ lớp, các cái lớp hoàn thiện là từ trên xuống dưới đúng không? Thì mọi người nhìn thấy ở đây là đang nó có cái lớp chống nóng thì các cái lớp lớp gạch, các cái lớp gạch chống nóng thì nó mới dày lên như thế này, được chưa? Đó thì mọi người hiểu ở đây nó âm xuống không phải à, nó dốc xuống là 0,02%, nhưng mà ở đây nó có cái độ cao hơn là so với cái thằng bên trong này, đúng chưa? Đấy, mọi người nhìn hiểu ý tưởng chưa? Và nó dốc xuống như thế này. Đấy, và thế cái chỗ trắng trắng này này thì con nó có giống cái cao độ là bằng cái cốt ở cái chỗ đen đen này này. Đấy, có cái hai cái tên này thì nó có bằng với cao độ là 233,440 thì chúng ta lại xem tiếp. Đấy, chúng ta lại xem tiếp mà cắt bề nhá. Đấy, mà cắt bề này. Đấy, thì mọi người nhìn thấy ở đây này thì nó chỉ xây cái gạch chống nóng nó đến đây thôi. Và chỉ cái chỗ này nó dốc nước nó toàn vậy, nó để nó làm một cái khe dốc nước ở đây. À, cái chỗ này. Đấy, trong cái chỗ trống nó thấp hơn mà nó tích nước về đây, thấy chưa? Đấy, thì mọi người hiểu cái bản chất nó là như vậy. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta đọc tiếp. Đấy. Mọi người nhìn thấy đây cái cột màu đỏ này, cái cột trang trí bê tông cốt thép nó cấy trực tiếp lên trên dầm. Đấy, thì mọi người có thể nhìn là mặt cắt mọi người sẽ hiểu. Còn nó các cái mũi tên là hướng dốc nước xuống này, sau đó nó hai mũi tên nó dốc sang hai bên và có cái ống thu nước ở đây. Đấy, dốc sang bên này có ống thu nước ở đây. Được chưa? Đấy, bên này tương tự dốc nước sang bên này, dốc nước sang bên này, mọi người nhìn thấy mũi tên đấy. Rồi, bây giờ mọi người muốn hiểu thêm chi tiết là cái chỗ này là cái gì. Tại vì hai cái chỗ này nó khác nhau thì nó phải sinh ra mặt cắt CC này, đúng không? Chúng ta xem mặt cắt CC nhá. Ok, mặt cắt CC của tôi đâu? Đây mà các CC đấy ạ. Đấy thì mọi người thấy này, ở đây nó gạch chống nóng này. Đó. Và đây nó có một cái khoảng không này, nhưng mà đối với cái thằng mà cắt là BB ấy, như thằng này này thì đến đây nó có cái vị trí là nó xây cột luôn, sau đó là có cái lớp tường ở đây đúng không? Đó. Mọi người nhìn đây là tường mà nó cột trang trí sau đó là đến tường. Nhưng mà đối với cái thằng này, đối với thằng này thì nó là cái gì? Nó không phải xây tường mà nó là xây cái lan can ban công đúng không? Đấy, ở đây là gạch, nó xây gạch 110 đến đây và trên này thì nó đổ cái cục bê tông ở đây. Đấy, nó làm cái thành lan can, được chưa? Đấy, sau đó bên ngoài này nó cái sàn này nó đua hẳn ra bên như thế này rồi. Được chưa? Đấy thì mọi người hiểu cái bản chất là ở cái khu vực sàn đây. Đấy, cái sàn cái chỗ này này, đấy, chỗ này nó khác cái khu vực chỗ này ở cái điểm gì. Được chưa? Ok. Rồi, bên này tương tự thì mọi người xem các cái mặt cắt AA này mọi người ra hiểu bản chất ngay. Đó, ok. Và áp mái rồi, cuối cùng là đến tầng mái. Đấy. Tầng mái thì mọi người nhìn thấy đây nó có một cái cầu thang nó đi lên trên mái này. Đấy, nó đi lên trên mái, có thang bộ nó đi lên trên mái để nó còn sửa chữa các kiểu chứ, đúng không? Đấy, và bên trên này nó có cái lóc, đây cái cốt của sàn mái thì là 26.4, nhưng mà cái cốt của đỉnh mái là 230.64, tức là bao giờ mọi người hiểu là cái gì? Cái của gì? Cái cầu thang máy thì bao giờ cái đỉnh nóc cầu thang máy nó phải nhô lên một đoạn đúng không? Mọi người có thể xem mà cắt đây. Này. Được chưa? Thì cái mái của chúng ta đây. Đấy, mái của chúng ta là 26.4 đây, nhưng mà cái đỉnh phòng thang máy bao giờ nó lên tận trên này cơ. Đấy. Được chưa? Đấy, thang máy lên đỉnh thang máy lên đến đây, sau đó bên trên này nó có một cái phòng kỹ thuật thang máy nữa. Được chưa? Mọi người nhớ được hiểu ý tưởng là như vậy. Tại vì cấu tạo của thang máy nó phải như vậy, nó phải có cái phòng kỹ thuật thang máy ở bên trên lắp nó như vậy. Ok. Rồi, đấy. Sau đó chúng ta xem cái độ dốc của nước mưa đây, nó dốc về hai bên như thế này. Đấy, chúng ta xem mặt cắt xem bên đây nó có lớp chống thấm không. Còn cái ký hiệu như thế này này, nó là cái lỗ rỗng nhá. Đấy, toàn bộ cái khu vực từ đây này, tôi bo quanh này. Đấy. Bo quanh này. Từ đây. Đấy thì nó là lỗ rỗng, được chưa? Đây lỗ rỗng, đây lỗ rỗng, được chưa? Còn cái chỗ này là những cái vị trí đỉnh mái bên trên. Đấy, nhé, phải ghi cao độ ở đây cho chúng ta phân biệt đúng không? Đấy, nếu mà không ghi độ thì một là chúng ta cương vị người đọc bản vẽ phải bảo người thiết kế yêu cầu bổ sung vào, hai chúng ta không có quyền yêu cầu người thiết kế, thì chúng ta xem các mặt cắt để chúng ta xem là nó có đúng cao độ là 30,6 không, được chưa? Ok. Đấy, như vậy là tôi đã hướng dẫn anh em đọc xong toàn bộ phần mặt bằng, anh em hãy mở ra và đọc lại và ghi lại các cái thông tin chính của cái phần mặt bằng của công trình này. Như vậy, xin chào và hẹn gặp lại anh em và các bạn tiếp theo.